Chào các bạn, công ty Tân Đại Dương là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về ngành du lịch khách sạn tại trường Bangkok, Singapore. Khi mà học tại đây thì các bạn có thể nhận được bằng của Úc và để có thể đảm nhiệm tốt công việc của một chuyên viên kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn thì bạn cần nắm vững các kiến thức, kỹ năng cũng như là kinh nghiệm về lập kế hoạch, quản lý và giám sát các quy trình và dịch vụ trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và đồng thời thì có kiến thức và hiểu biết để khám phá các mối quan hệ làm việc tuyệt vời giữa các lĩnh vực đa dạng trong ngành dịch vụ du lịch này. Và nhiều bạn trẻ với đam mê nghề nghiệp trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực quản lý dịch vụ khách sạn đã lựa chọn Singapore là quốc đảo du lịch đất nước dẫn đầu châu Á về cung cấp dịch vụ du lịch để theo học chuyên ngành thú vị này. Và hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn đôi nét về trường đại học Bangkok, là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới về các khóa học khác nhau, được xếp hạng tiêu chuẩn đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy, là một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới và là một trong 100 trường đại học hàng đầu của châu Á. Và Bangkok thì có trụ sở tại Starville, Kent, Brisbane của Úc và Singapore thì nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên ngày một tăng trên thế giới. Và Bangkok Singapore thì nằm ngay trung tâm của Singapore trên đường Upper Thomson Road với những phòng học được trang bị hiện đại, phòng máy tính kết nối internet miễn phí, thư viện phong phú. Và Bangkok là một trong các trường hàng đầu đạt chứng chỉ Edutrust 4 năm, chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore. Và bên cạnh chất lượng cao trong giáo dục thì trường cũng chú trọng mang đến cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và vô cùng thú vị. Trường đóng trụ sở tại trung tâm thành phố, thuận tiện giao thông đi lại với khu thư viện quốc gia, trung tâm mua sắm. Và trường thì được trang bị mọi phương tiện giảng dạy hiện đại nhất như là hệ thống internet toàn trường với máy tính xách tay cá nhân cho từng sinh viên theo học cử nhân, đại học và thạc sĩ, hệ thống sách chuyên ngành, hệ thống máy chiếu cho từng phòng học và đặc biệt là phòng học khoa học công nghệ thông tin với hệ thống máy tính thiết kế đặc biệt cho từng bàn học. Và trường thì có phòng học và phòng sinh hoạt chung, thư viện, căng tin và hệ thống máy bán cà phê tự động với giá dành riêng cho sinh viên. Và sinh viên của Bangkok Singapore thì có thể tìm thấy sự thoải mái trong không khí học tập ở đây, đến với bạn bè từ nhiều nước trên thế giới như là Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc vân vân. Và phí đăng ký học là khoảng 250 đô la xin chuyển sang trường khi mà nộp hồ sơ. Và một số chương trình học tại Bangkok như sau: chương trình dự bị và cử nhân tiếng Anh 3 cấp độ, 4 tháng trên một cấp độ và học phí là khoảng 3.210 đô la xin. Dự bị đại học là khoảng 8 tháng, sẽ nhập học khoảng tháng 3, tháng 7, tháng 10 hàng năm và học phí sẽ là khoảng 9.609 đô la xin. Và quản lý du lịch 2 năm, nhập học là khoảng tháng 3, tháng 7, tháng 10 hàng năm và học phí sẽ là 44.632 đô la xin. Quản lý khách sạn 2 năm và học phí là khoảng 44.632 đô la xin. Và chương trình thạc sĩ thì thạc sĩ quản lý khách sạn và du lịch học từ 12 tháng hoặc có thể học 16 tháng, tháng 3, tháng 7 và tháng 10, học phí là khoảng 29.995 đô la xin. Và Bangkok còn đào tạo rất nhiều chuyên ngành để bạn lựa chọn và hãy gọi ngay đến văn phòng của Tân Đại Dương để được hỗ trợ trực tiếp qua số điện thoại là 3848 4879 hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.